nghĩa đứng lên trên. Hiệp nghĩa trên, chủ yếu bây giờ Hiệp nghĩa tập thôi. Hiệp đứng bên kia bởi Hiệp không biết, không thuộc. Hiệp đứng bên kia, nghĩa đứng xoay này. Con đứng theo hàng ngang. Và tất cả lùi xuống tiếp đó. Lùi xuống tí đó. Bảy con ông tập đó. Hiệp! Lúc khởi động là khởi động. Để đứng sang một tí, Hiệp có thể đứng đâu. Dặn một tí con tí vướng lắm. Nghĩa là buộc dây đấy, tí dặn một dây thôi vừa vừa. Dây bên này này. Để đứng một tí. Dây này nhanh nhanh tí. Thôi chú ý. Không chuẩn bị thì trước. Đi lên. Về tự ôn nhá, nếu không ôn được thì chỉ tập bằng đấy thôi, không tập lên được đâu. Phải tập chính xác mới tập biết tiếp. Chú ý. Chuẩn bị. Bái tổ Lão Hổ Thượng Sơn. Lão Hổ Thượng Sơn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Chất thủ khai mã. Xong thủ phá cước. Đồng tử dân quả. Lưỡng thủ khai môn. Đơn tọa phục hổ. Hỗn thủ hiểm tâm. Hồi đầu thuế tọa. Tả thủ hiểm tâm. Nhất cước phá đao. Nhất quyền đả khứ. Một. Hai. Lão Hổ vô bôi. Chỉ phong đã bồi. Một. Sau ta phần lập. Một. Hai. Ba. Xong quý các khứ. Cánh phải bước lên. Tập tiếp nhé. Long quyền đã khứ. Nhìn đâu này. Chân trái dê từ bên lùi lại đằng sau khoảng nửa bước, một bước nhé, lùi lại, giật gót chân trái lại, đây, giật gót chân trái lại, đằng sau một bước, người xoay từ phải qua trái, tay trái gạt, tay đau, tay phải, đánh như này nhá, bổ, bổ này này, đấy này, không phải năm đấm mà để ngón thỏ trỏ ra thỏ cái điểm huyệt đấy. Bộ. Thôi. Nào. Long quyền đả khứ. Gạt. Một. Thôi. Nào tập tiếp. Long quyền đả khứ. Gạt. Thôi. Nào nghĩa nhiệm đứng trên dưới. Ôn nhá. Qua đây đây. Một triệu. Đây đây đây. Tập đi. Bố tập đá đấm nhá. Nào tập lại đấm. Hiệp ôn hai kia đã ôn được đâu. Ôn tập. Tập cái rồi, đấm thẳng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Đấm mốc. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 trở lại 1 2 3 lật sau này. Mình đánh như này này, hất đánh mũi người ta ấy. Được chưa? Để này lên nào. 1 qua để này này, đợt lại. Để này. Hất lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 trở xước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thứ 4 thứ 5 trở xuyên tâm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thứ 6 trở cắm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thứ 7 trở đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi hai quả bước để sau ba bước bước tập đá tập sau để nghĩa nghiệp tập trên mình tập cái này thôi tập đá hiện đá giống hai tay thủ đến trước chân trái bước lên con nhìn bố hai tay thủ kẹp trong ở đây mình để cao nhá giữ cái này bé này nhá người ta đá đến người ta đánh đến chỉ việc kẹp tay lại thôi nhá không đỡ được nhá kẹp lại một tấn công mà mắt cúi xuống một chút để nó đấm đấm bên đầu được chưa kẹp vào nhất tân kẹp chặt vào ví dụ con để tò ra là như không có đá con phải kẹp vào kẹp chặt vào bốn đá vào đầu nó chặt kéo vai lên được chưa nào con đá bố đi cứ đá thẳng mặt bố đá vòng lên đá đấy được chưa kẹp chặt vào đá đá đi đấy kẹp chặt vào nhá đấy hai tay thủ được chưa ba sống con thì bố này thôi mình đá cho ông đỡ từ từ là khó sò đi nhá một đá giật cái đò này cứ đóng đóng vào chân người ta hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đằng sau quay lần thứ hai một hai đá vào đây này ba bốn năm sáu bảy tám chín mười con đứng cái trái lên đứng lên bố nào đối nhận với bố thi đấu với bố đứng cái trái lên chân trái bước lên đá giống và đặt đá vào đây con đừng không đá bố đá mạnh đâu đá đây nhé đúng chưa đá là cả đóng chân đấy này đấy con đá bố đi đá đá cặp chân này lại đá mạnh vào thẳng ra đá rồi ông lỡ đá bụng nhá chuẩn bị một đá cả các giò bụng hai ba bốn năm sáu bảy tám đánh bụng thôi chín đánh bụng bước lên mà bước vườn bố bắt sao ngắn hơn bố mà sao đánh nhanh thế không có diện tích 1 2 3 đá gióng không phải đá móc lên 4 5 6 7 thôi đằng sau quay con nhìn này đá là đá bụng đá cái này trả cái gióng vào gì vào bụng nào ông đá gióng bây giờ đá vào hàm nhá đá cao hàm này 1 2 đá cả giống vào hàm 3 4 5 thôi đâu có làm con xem mình tự tập đi
nào đấm. Đấm đi, đấy, thế. Đấm. Được, 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 để bố. Mình tên cầm, được rồi. Được rồi, mình tên mới nhất tên bố tập tiếp, các bạn đấm, nào. Được xong, bước sau 3 bước, bước. Đây, ví dụ, bố tập 3 các bạn đấm liên tục nhá. Đấm thẳng lên như chưa? Người ta đấm 3, 5, 7, đấm số lẻ nhá. Nào, quý vị. Mình nhảy này. Được chưa? Nhảy như thế dây ấy. Chân mình hướng về con, nhất tân. Chân mình hướng về đối phương cái này nhá, đừng hướng này. Hướng này thì chúng ta chỉ dùng được chân sau thôi. Còn hướng này chúng ta dùng được cái chân, ví dụ nhận được cái đá được luôn. Đấy, ví dụ bước để chân này nhá. Này, con nhìn này. Con xâm vào. Đấy, con đá được chân trước. Con để này thì chỉ đá chân sau nhá. Con để này thì đá được cả hai gì? Hai chân, biết chưa? Con xâm vào. Đấy, chân con đá lên. Và chân này cũng gì? Còn nếu con để này thì chân này không đá được nhá. Con để này nhá, nào. Nhảy ra linh động, hiểu chưa? Đấy. Bắt đầu mình nhảy đấm này. Một cái nhá. Một. Một. Đấm đi. Hai. Ba. Nhảy lại. Qua nhảy tiếp. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Được chưa? Bây giờ bố dạy cho anh con nhá. Nào. Đứng vào. Đứng vào với nhau. Chứ không phải đứng vào với nhau, hai con đối thủ với nhau, được chưa? Đối thủ của nhau. Không phải đấm nhanh, đấm chậm thôi. Nhất Tân bước lên đấm 3 bước như bước lên đấm 3 bước. Cô bảo này. 1. Đúng rồi, 2, 3. Thôi. Thì Minh Tân lại xông vào đây. Cô bảo nhá. Hai con đứng nhìn bố thôi, thấy chưa? Chân trái bước lên. Nào. 1, 2, 3. Thì Minh Tân cũng lui về, xong Nhất Tân lui về thì Minh Tân lại xông lên đấm 1, 2, 3 cái thế nhá, đấm tưởng tượng thấy chưa? Đấm bên đấy. Không, đấm tay trái. Nào. 1 2 3 và không Minh Tân lại xông lên đấm. Đấy, hai người cứ tưởng tượng nhá, đấm cần gần nhau một chút nhưng không đấm vào nhau, hiểu chưa? Này, bố như này. Bố đấm, Minh Tân hơi lui. Hơi lui lại này. 1 2 3 không Minh Tân, bố nhấc về, Minh Tân lại xông 1. Đấy, cứ thế tập đấm nhau đi. Tập bóng nhá. Đấm tay trái đi trước và tay trái sau lại cứu lại, không Minh Tân lại xong lên đấm như thế. Đây là con đấm tưởng tượng để cho có người nhìn, để cho dễ gì, dễ tập, thấy chưa? Đấy, xong này, được chưa? Đây không thì hai con một người tập để một người tập nhá. Đấm thẳng vào này, là như Tân lui đi. Đây, đấm đi, đấm thẳng luôn. Đấm một tay phải trái trước, nào, tay đấm tay trái trước. Đấm tay trái xong đấm tay phải, đấm tay trái, nào. 1, 2, được rồi, đấy, cái thế chạy tấn lên. Thế. Đấy, nào, đấy, nào. Không thì một người, đây. Tập cho một người nhá. Không tập tay không, thấy chưa? Hay đá, nào đá đi. Đấy, đá tiếp trên kia. Và lên tiếp trên kia. Đấy, cái thế, thôi. Thấy chưa? Đá. Rồi, đá chân xuống. Bố bảo nhá, này. Đá này, các hại cho lại tiếp tục đá chân đi. Đấy, tập bằng nhau nhá. Đây bằng tập này để đấm. Còn cái kia để gì nhỉ? Đá. Để đá. Hoặc tập ngày mai, tí các con thử tập thấy chưa? Nào đá. Đá, giống vào. Nào. Là con thả lên giữa cao, đá cho cây tập. Tập cao lên. Nhảy nó giống nhá. Chưa? Nào. Nhìn bố đã cao lên, ta gióng nhá. Tay này, được chưa? Cái gióng chân nó vào, này. Đấy. Hãy tập đi. Nhà con ôn tự tập đi nhá. Con bước hẳn lên trên đi.